cứ mỗi ngày lại có hơn một con tê giác bị bắn chết để lấy sừng. Năm 2007, 13 con tê giác ở Nam Phi bị giết, và chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay, có tới 245 con bị giết hại. Tôi thấy rất khó chấp nhận việc chúng ta đang mất dần loài tê giác như hiện nay, chỉ để thỏa mãn nhu cầu đặc biệt của một số người ở những nước vùng Viễn Đông. Thị trường hàng đầu thế giới là Việt Nam, sừng tê được coi là thần dược với nhiều tin đồn thiếu chứng cứ khoa học. Chuyện cũng lo phong thân, nghe là có thuộc, phải tranh thủ góp nhọc để mua, ít để mà dự phòng khi mà tai biến gia đình. Nghe người ta bảo là chưa được nhiều bệnh lắm, mình thì chỉ hy vọng là như sách vở trên mạng hoặc là các cái bác sĩ có thông tin thì chưa những cái bệnh tai biến chẳng hạn, rồi là bị sốt cao, tức là thanh nhiệt giảm đấy. Các con nghe nói là chữa ung thư bằng. Chúng tôi làm việc ở khu vực buôn bán sôi động nhất. Chúng tôi kiểm soát những cảng hàng không quốc tế quan trọng, và theo tài liệu thu thập được, phần lớn những người phạm tội buôn bán sừng trái phép là đến từ Việt Nam. Chỉ trừ một vài người, số còn lại đều là công dân Việt Nam. Sừng tê giác ở Việt Nam có giá cao hơn vàng. 144 triệu một lạng, có nghĩa là 1.000 đô. Các nhà bảo vệ động vật hoang dã thế giới gọi đây là một thị trường đầy lợi nhuận mà kém hiểu biết. Nếu xu hướng khai thác sừng trái phép còn tiếp diễn như hiện nay, thì loài vật biểu tượng của Nam Phi là tê giác sẽ bị tuyệt chủng trong thế giới hoang dã. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm. Giải pháp duy nhất là chặn đứng các đội săn, chặn đứng những kẻ buôn bán và giáo dục để không còn nhu cầu sử dụng sừng tê nữa. Việt Nam đã mất con tê giác cuối cùng năm 2011 vào tay những kẻ săn trộm.